Tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Tính đến 17 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022, Cần Thơ ghi nhận một ca nhiễm mới, trong đó một trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Các trường hợp nhiễm COVID được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận một ca nhiễm mới tại phường Tân An được tầm soát y tế. Kênh sẽ cập nhật tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để cập nhật video mới.